Xưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Vâng, cảm ơn quý vị đã quay trở lại với kênh của Mộc Nam Huy. Và trước mắt quý vị đây, ngay trong cái video này, Mộc Nam Huy đang trực tiếp giới thiệu đến quý vị một bộ ghế bát tiên. Vâng, đây là một bộ ghế bát tiên rất là đẹp. Chất liệu gỗ tràm bông vàng và dàn mặt được làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Và đây là sản phẩm có một cái giá phải nói là rất là rẻ và rất là dễ dàng để quý vị có thể tiếp cận được. Vâng, đây là báo giá luôn cho quý vị. Giá là 15 triệu nguyên bộ 6 món, bao gồm một chiếc ghế băng dài, hai chiếc ghế đơn, một chiếc bàn trà có hộc kéo và hai chiếc đôn thấp thưa quý vị. Quy cách để quý vị sử dụng cái bộ ghế này đó chính là bề ngang 2m6 và bề dài là 2m, kích thước vừa đủ để quý vị xếp bộ ghế nhé. Vâng, chi tiết một chút, đây là chiếc ghế băng dài, đây là chiếc ghế băng được làm với cái dàn tó hai con rồng, hay còn gọi là tó bộ tó song long. Và độ đục chạm thì phải nói là rất là đẹp quý vị nhé, từng chi tiết anh em thợ đục tỉa rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Ở hai đầu thì có đục thêm hai con phượng là như quý vị thấy này đó, các đường nét rất là chăm chút tỉ mỉ. Cái nét tó này thì Mộc Nam Huy làm giống như là cái bộ tó của những cái bộ chất liệu gỗ gõ đỏ cao cấp quý vị nhé. Và tiếp xuống đó là phần tựa. Ở đây thì bộ tựa chúng ta có một cái bức tranh bát tiên với cái chủ đề là bát tiên hội tụ, và cái độ đục chạm của nó thì như quý vị cũng có thể thấy rất là đẹp, rất là tuyệt vời từng chi tiết. Bộ tựa này thì được Mộc Nam Huy làm với cái độ dày lên tới là 4 phân, đặc biệt rất là chắc chắn và khác biệt hoàn toàn đối với những hàng thị trường là 2 phân 2 phân rưỡi quý vị nhé. Phần tay ở đây là tay cột đặc nguyên khối, cột 12, chất liệu gỗ tràm nguyên khối không tâm không giật, và tay chống cũng là tay chống 12, tay 12, và bên phần chống dưới là chống rồng quý vị nhé, phần chống đục rồng đó, rất là đẹp. Mặt vén thì được làm theo dạng khuôn tranh với cái khuôn bao ngoài gỗ tràm là 2 phân rưỡi độ dày, còn khuôn bao trong là chất liệu gỗ gõ đỏ là dày 1 phân 2. Một chi tiết nữa rất là đẹp và đáng giá trên bộ ghế này đó là các cái chi tiết sen rượu hoa lá tây được đục chạm CNC cực kỳ đẹp ở trên chất liệu gỗ tràm. Những cái chi tiết này thì thường chỉ có ở trên những cái sản phẩm VIP của chất liệu gỗ gõ đỏ quý vị nhé, còn những cái sản phẩm thông dụng của gỗ gõ đỏ cũng không được đục những cái chi tiết này. Thì đây là những chi tiết để phân biệt hàng đẹp, hàng cao cấp. Và bộ những bộ chân được đục chạm rất là sâu, sâu không khác gì những bộ gõ đỏ luôn, là chân 12, đầu lân chân móng rất là đẹp. Chiếc bàn thì được làm với chiều rộng là 60, dài 1m2 và cũng có hộc kéo nhé quý vị, có một cái hộc kéo nhỏ nhỏ xinh xinh để quý vị để đựng tăm trà thuốc gì đó quý vị có thể để. Và tất nhiên rồi, những cái chi tiết hoa lá tây đục xung quanh và chi tiết diền thừng chân 12. Chiếc ghế con thì cũng được đục chạm giống như chiếc ghế băng, là một cái bộ tó hai con rồng rất là đẹp. Những cái bộ cột 12 không tâm không giật, và đó là cái độ cây ở đây Mộc Nam Huy lựa độ lõi rất là cao, liên lạc sạch sẽ, tay rồng. Và mặt tiếp tục là mặt chất liệu gỗ gõ đỏ dày 1 phân 2. Vâng, một cái bộ ghế to như thế này mà trong cái mức giá là chỉ có 15 triệu thì đúng là rất đáng để quý vị chúng ta suy nghĩ đó, rất đáng để quý vị chúng ta sử dụng. Và trên chất liệu gỗ tràm thì Mộc Nam Huy chúng tôi cũng luôn luôn rất là cẩn thận các sản phẩm gỗ tràm, luôn luôn Mộc Nam Huy để gỗ nó lứt, nó khô, nó tom hết như vậy anh em bắt đầu mới sơn. Từ vì cái tính chất của gỗ tràm này là trong quá trình nó khô là tự động nó rút xé những cái đường như vậy, ở trên những cái phần càng dày thì cái độ lứt xé nó càng nhiều quý vị nhé. Ví như quý vị có thể thấy đây, những cái bộ tó, những cái đường răm 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 như này đó, khi mà nó lứt răm như vậy thì nó mới đảm bảo rằng cái sản phẩm nó đã khô. Còn nếu như quý vị mua mà nó tươi quá thì khi về đến nhà nó gỗ nó khô thì nó sẽ xì mổ và nó sẽ xuất hiện những cái đường lứt này, lúc đó thì cái việc xử lý sẽ rất là khó và hoàn toàn là rất là xấu sau khi xử lý. Nhưng ở đây thì Mộc Nam Huy đã để gỗ nó thật là khô, sau đó chúng tôi mới bắt đầu sơn. Vâng, một bộ ghế rất là đẹp trong mức giá 15 triệu. Đây là một sản phẩm mà có những cái đặc điểm chỉ bên Mộc Nam Huy có, đó là những cái bộ dẹo tai bèo ở trên đây và những cái bộ chân 12 đục rất là sâu và những cái bộ tựa có độ dày lên tới là 4 phân, khác biệt hoàn toàn đối với thị trường. Quý vị có thể sử dụng những cái chi tiết này để so sánh với một sản phẩm của Mộc Nam Huy cũng như thị trường. Và những cái bộ tựa này đều được Mộc Nam Huy lọng thủng các chi tiết ở mặt trước và mặt sau,
Đó là điều để quý vị có thể sử dụng để phân biệt đối với một cái sản phẩm được chăm chút rất là kỹ, cũng như những cái hàng làm sơ sài để bán lấy giá. Vâng, một lần nữa thì đây là bộ ghế giá 15 triệu, giá được tặng kèm luôn kính mặt bàn và miễn phí vận chuyển cho quý vị trong phạm vi là 30 cây, bảo hành sản phẩm trong thời gian 2 năm. Quý vị có nhu cầu xin kính mời quý vị tới tận xưởng kiểm tra hàng mộc, sau đó ký tên và yêu cầu màu sơn. Chọn quý vị thích màu sơn này đậm hơn hay đậm hơn nữa, quý vị cũng có thể yêu cầu bên Mộc Lam Huy nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các video của xưởng gỗ Mộc Lam Huy.